Kênh đang là TK Bonsai, xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn Quốc Anh, thị trấn Cầu Quang, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Quốc Anh. Đó, chào các anh. Dạ, em chào cô chú anh chị cũng như chào kênh anh là TK. Bữa nay là em ở khóm 3, thị trấn Cầu Quang, huyện Núi Cần, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại của em là 0931 118 575. Đó cũng là số Zalo của em, mong cô chú anh chị coi và ủng hộ em cũng như ủng hộ kênh anh là TK. Dạ, xin phép cho được cây số 1. Đây là cây Sigo ạ. Dạ. Dạ. Chiều cao 39. Tán ngang 43. Tán rộng 69. Dạ. Mình ngay con ốc này là nó 19. Dạ. Trên này thì 16. Dạ, cây Sigo mã số 1 này em giao lưu giá 2 triệu, em bao ship 200 cây cây số ạ. Bao ship 200 cây số. Dạ. Rồi xuống. Dạ, cái này cây me Thái ạ. Dạ, mã số 2. Cái này có trái rồi nghe cô chú. Hiện tại nó đang mang bông. Dạ. Chiều cao 93. Tán ngang 1 mét. Mình ấp ngay con ốc này là 23. Cổ trên 15. Nó từng lớp lớp em quýnh dĩ cho cô chú chơi về kỹ cắt chơi thôi. Dạ, cây thành phẩm à. Chi cành nó liền hết, bự hết rồi. Dạ, cây này em giao lưu giá 5 triệu. Dạ, vẫn bao ship 200 cây. Dạ, em xuống cây. Em xin xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo mã số được rồi. Dạ, vẫn me. Dạ, cái này cái me chua anh. Dạ. Nó có giọng lắc 3D đẹp. Chiều cao 68. Tán rộng 95. Hoành thân 26. Dạ, cây này em cũng giao lưu giá 4 triệu rưỡi. Dạ. Dạ, dạ. Rồi, em xin xuống cây.
Bỏ lên anh đừng có. Dạ, tiếp theo cây mã số 4 là cây cần thăng. Chiều cao 60. Tán được 70. Dạ. Hoành thân ngay cổ nhỏ nhất là 23. Dạ. Đo cũ này được 72. Dạ, cây cần thăng này em giao lưu giá 5 triệu rưỡi. Dạ, bao ship 200 km. Cây số 4. Xuống nè. Rồi, tiếp theo cây mã số 5 là cây bông trang đỏ lá nhỏ. Dạ, cây thành phẩm luôn, hết dây nghe cô chú. Chiều cao được 57. Tán bay được 89. Tán ngang được 60. Quỳnh gốc được 20. 20. Cây này về chỉ để chơi thôi, hết dây rồi. Dạ, cây mã số 5. Cây mã số 5 này giao lưu giá 4 triệu rưỡi. Dạ. Và dẫn bao ship 200 km. Xuống cây. Dạ, mã số 6 là cây bồ đề củ phai mì. Chiều cao được 47. Tán chiều rộng 60. Cây nó như củ phai mì nha cô chú. Dạ, hình con thú như củ phê mì. Nó có cái đuôi luôn. Mười bốn. Củ thì được 49. Dạ, giống như củ phê mì. Cây mã số 6 này em giao lưu giá 1 triệu. Dạ, dẫn bao ship 200 km. Dạ, cũng được, tại nhỏ nhỏ thì em dẫn bao ship tròn quắt được. Rồi, tiếp theo là cây mã số 7 là cây cây trà. Cây trà của miền Nam á, ta là xưa người ta hay làm hàng rào á, nhưng mà nó bự lắm. Cây này mấy chục năm rồi, em thấy nó là lạ rồi em đem về em làm mấy cái cây bonsai cho cô chú nào thích thì mua về chơi. Dạ, chơi cây là lạ được chơi. Chiều cao được 46. Tán bay nó được 99. Hoành thân được 36. 37 luôn.
Cây này già lắm nha cô chú ơi. Cái loại này nó không có lớn. Cây mã số 7 này em giao lưu giá 1,3 triệu. Dạ em dẫn bao ship. Dạ xuống. Dạ tiếp mã số 8 là cây trăng đỏ em ghép Mỹ Cam. Cái này em cũng ghép được mùa mấy rồi. Chiều cao 90. Tán rộng mét. Dạ, đỏ nhung em ghép Mỹ Cam. Hoành 49. Dạ, trang đỏ ghép Mỹ Cam. Cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú là 1,7 triệu. Em dẫn một ship. Dạ, đỏ nhung ghép Mỹ Cam. Dạ, em xin xuống cây ạ. Xin bản nhé. Rồi. Tiếp theo là mã số 9 là cây hoa giấy sắc pháo. Dạ cây này vô dây. Coi như là cũng là thành phẩm. Cây mã số 9. Cây này Tết nay đem về chơi bông sướng rồi. Chiều cao được 79. Tán bay được 1,2 m. Hoành thân được 40. 40, 41 tới 40. Dạ. Qua giấy sắc pháo. Có bông. Cây mã số 9 em giao lưu giá 4,2 triệu. Em dẫn bao ship 200 km. Dạ em xin xuống cây ạ. Này. Tiếp theo mã số 10 là cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này hoành lớn lắm nha cô chú. Đầu em mua cây này cây tàn cũng nhiều tiền. Rồi em về cái em thấy không mấy rồi em cắt làm bông sai. Xin thông số. Chiều cao được 43. Tán rộng được 49. Hoành thân được 28. Nó đang ra bông li chi. Cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú là 5 triệu. Dạ, em xin đợi xuống cây ạ. Đi mình. Tới cây trang đỏ lá nhỏ mini. Em có con cặp giống hệt vậy nha cô chú. Chiều cao 35.
tháng rộng được 48, tháng bên đây được 33. Bình thân được 20. Dạ. Cây đỏ lá nhỏ mã số 11 này em giao lưu giá 1,3 triệu. Dạ, mấy cây nhỏ nhỏ thì em bao ship toàn quốc. Tiếp theo là cây mã số 12, cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Cây này với cây đó ăn cặp đó cô chú. Quành cây này được 16 à. 16. Dạ. Có quành cũ thì nó lớn. Chiều cao được 29. Thái ngang được 39. Dạ. Cây mã số 12 này cũng giao lưu là 1,3 triệu. Cô chú nào lấy một cặp thì em bớt được tiền phí thì em giao luôn. Dạ, em xin xuất cây. Dạ. Dạ, tiếp theo là cây xạ số 13 là cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Cây này có dáng là bay. Bông thơm quá. Em xin chiều cao ạ. Chiều cao được 95. Tán bay của nó được hơn 1,5 m, em tính 1,5 m thôi. Hoành thân được 45 ngay đây trí này. Dạ. Nó lúc. Đang ra bông luôn à. Mấy cây dòng nguyệt quế này thì mấy cây đem về thì nó hơi khó thừng, mà thừng rồi thì nó sống khỏe nha cô chú. Dạ, cây mã số 13 này em giao lưu giá 7,5 triệu. Dạ, bao ship 20 mm. Rồi em xin xuống cây. Cầm đúng cái điện. Qua đó. Tiếp theo là mã số 14. Cũng là nguyệt quế lá sáng bông chùm. Cây này có dáng trực bay cô chú ơi. Cây này cũng hết kẽm rồi. Nếu mà về điểm thêm thì nó sẽ đẹp hơn. Chiều cao được 1,1 m. Tán bay 1,5 m. Hoành thân được 56. Cây này đế quá trời đế luôn. Giáp đều hết trơn. Dạ, cây mã số 14 này em giao lưu giá 10 triệu. Dạ, dẫn bao ship 200 km. Dạ, em xin xuống cây. Tiếp theo mã số 15. Cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm.
chiều cao được 1m4, tán được 1m5. Mình thăng ngay cho dí này là 53. Dạ. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mã số 15 này em giao lô giá 8 triệu. Em dẫn bao ship 200 cây. Dạ, em xin xuống cây. Dạ, cây mã số 16 là cũng là cây nguyệt quế. Cái thứ gì mà đi nó chậu. Chào người quê lá sắn bông chùm. Em có gì sai sót mong cô chú bỏ qua. Tại hôm nay mới chiều cao được 113. Tán dài nhất là 132. Cây này cây hình thú của chú ơi. Đế giáp đều hết. Mình thân vị trí này là được 55. Không đâu hoành đế luôn. Hoành đế này là 150. Nó còn ra tới ngoài này luôn á, đụng miệng chậu. Dạ. Cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mã số 16 này em giao lô giá là 12 triệu. Em bao ship 200 cây. Rồi em xin xuống cây ạ. Chứ đây đường không? Dạ, tiếp theo là em hết nguyệt quế rồi em tới ổi xẻ thành phẩm. Ổi này được nhà vườn ta nuôi 4-5 năm rồi nghe cô chú. Tay cành bự hết rồi. Chiều cao được 1m5. Tán bay của nó được 1m9. Cái này được người ta thường bồn rồi em mua về rồi em lên chậu. Em chỉ tháo dừng rồi bỏ lên chậu thôi. Nay đâm chậu vậy. Đợt này về chừng cây lá nó là ra trái. Bình thân vị trí này là được 50. Dạ bình thân 50. Đo tay cành luôn. Tay cành được 16. Ta nuôi cũng lâu lắm rồi mới được chân cành này. Cho em đo cái đọt luôn đi. Đọt cái này được 13. Cây ổi xẻ mã số 17 này em xin giao lưu là giá 6.8 triệu. Dạ 6.800.000. Dạ, mấy cây này đi ship đi tiền xe tải đồ nặng lắm nha cô chú. Dạ, em xin xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là cũng là cây ổi xẻ mã số 18. Cây này có dáng bay. Cái này cũng có trái được rồi, nhiều trái lắm mà em mua về rồi, em coi tàn em bỏ bớt. Hiện tại cũng vẫn còn đeo trái.
chiều cao được 1,5 m. Tán bay của nó cũng 1,5 m luôn. Mình gốc được 52. Dạ. Chân cành được 17. Trên này cũng 17 luôn. Nó đang mang trái luôn. Bỏ em trái nhiều lắm, em cắt bỏ hết rồi. Cái dòng này dắt nó hết kẽm rồi, nữa dắt nữa chơi chỉ cắt giật thôi, khỏi vô kẽm cho nó đẹp. Cây mã số 18 này giao lưu giá 8 triệu. Đó, em xin xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là cũng là cây ổi xẻ. Cây mã số 19. Cây này có dáng phù thơ nha cô chú. Cây này khéo cây lắm cô chú ơi. Chiều cao được 1,3 m. Tán của nó được 1,5 m. Vành hai thăng là được 62. Thăng đại diện của nó được 36. Em đo chuẩn nha cô chú. Cành bự hết rồi. Mười mấy không à. Dạ, cây mã số 19 này em giao lưu là giá 8,5 triệu. Dạ. Dạ, em bao ship 2 m. Dạ, em còn một cây cuối cùng nữa. Là cây lụ. Dạ, cây cuối cùng của em là cây lụ, cây mã số 20. Lụ thì được cái sát cây bự lắm đó cô chú. Cũng vài chục năm mới có cây bự vậy. Chiều cao được 1,90 m. Dạ, chiều cao 90. Tán ngang được 1 m. Dạ, em lo cái cụm gừng liền. Dạ, 85. Cây này về mà nó ăn trái nữa thì lòng thòng đẹp. Bông cũng đẹp, bông màu đỏ. Dạ, cây lụ mã số 20 cuối cùng này em cho lưu giá 8,5 triệu. Dạ. Dạ. Em cuối clip em cũng không nói gì hơn, em mong cô chú anh chị coi và ủng hộ em cũng như ủng hộ kênh NLTK. Mong cô chú coi và cho một like. Số điện thoại của em là 0931118575, đó cũng là số Zalo của em. Mong cô chú anh chị có gì mà không rõ thì liên hệ với em gửi Zalo qua cho coi. Có gì em sơ sức thì báo qua cho em. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Quốc Canh để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.